tháng để cho thành viên tiếp theo đi. Đã đâu bên kia? Không có giống nha, không có giống nha. Xếp lại, xếp hàng, xếp lại, xếp xuống xuống. Elle va lâcher ton pied. Thank you.
em là Mickey. À, là bình thường là Như có bao giờ là đi bộ nhiều vậy không? Dạ có mà. Đây là đầu tiên em tham gia IT với tư cách là thành viên của nhóm. Và cũng là chuyến đi xa đầu tiên của em sau dịch. Em cảm thấy rất là vui vì có thể đi và hít thở lại một bầu không khí trong lành. Và cũng có thể là thời gian mà em có thể quen được với các bé nhiều hơn. Mình là Thành thì mình là nhân viên đồng hành cùng với đại gia đình AAT trong chuyến đi Malibu lần này. Thực sự đi lần này được xem là một lần cực kỳ ý nghĩa và rất là nhiều trải nghiệm tại khu du lịch Malibu, một cái khu du lịch để cho tất cả các bạn học sinh có thể trải nghiệm. Các bạn có thể đến đây, các bạn có thể tham quan, các bạn trải nghiệm, các bạn đi dã ngoại, các bạn cắm trại và các bạn giao lưu với nhau một cách mật thiết tại cái khu du lịch này. Và đặc biệt khi mà sau cái chuyến tour lần này, chúng tôi thấy là các bạn có cái sự đoàn kết với nhau rất là cao. Đặc biệt nữa các bạn càng thêm yêu cái khung cảnh quê hương và yêu những cái tình bạn bè của mình hơn. Và các bạn cảm thấy đây là một cái chuyến đi ý nghĩa bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã rời xa khỏi thành phố ồn ào để các bạn trở về với cái miền núi rừng. Và chứng tỏ là những cái miền núi rừng này đã mang lại cái năng lượng cho tất cả các bạn rất nhiều. Vì thế chúng tôi thấy các bạn sau khi mà đi tour Malibu xong về, các bạn cảm thấy có những năng lượng rất là tuyệt vời, rất là tích cực, rất là sôi nổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.